Xin liên liệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Giới Từ Xa, một kênh chuyên về ấm chén từ xa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Và video của shop Thế Giới Từ Xa sẽ được phát đều đặn vào tối thứ Tư, sáng thứ Bảy, sáng Chủ nhật hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm từ xa và thưởng thức các loại trà. Thưa quý vị, sáng Chủ nhật tuần này sẽ là một video rất hay và đặc biệt. Video tổng hợp 3 mẫu ấm từ xa đẹp, độc đáo, hiếm có, khó tìm. Vâng, chỉ 3 tác phẩm thôi, nhưng cũng tổng hợp được rất nhiều điều, mang rất nhiều đặc điểm, triết lý nhân sinh vào 3 tác phẩm ấm từ xa. Vâng, và 3 tác phẩm có một đặc điểm chung, đó là chỉ dành cho những bác thích cái đẹp, những bác sưu tầm ấm từ xa. Vâng, chúng tôi xin phép được giới thiệu 3 tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo vào sáng ngày Chủ nhật. Vâng đây ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách đây 2 tháng đây ạ, một video đăng vào ngày 6 tháng 7 năm 2024, shop Thế Giới Từ Xa đã giới thiệu lên 2 tác phẩm ấm từ xa cùng dáng ấm Tây Thi và làm cùng một cách. Vâng, đó là nghệ thuật phủ men gấm và vẽ vàng gấm trên ấm từ xa. Một cách làm ấm rất ít gặp, và hầu hết như shop Thế Giới Từ Xa đã từng qua tay cả triệu tác phẩm ấm từ xa, thì đây là những cái tác phẩm phải nói là rất ít gặp và hiếm gặp. Trừ những chiếc ấm đặc trưng, đặc biệt cực kỳ hiếm từ những thời nhà Đại Thanh. Và đây là hai tác phẩm, đây là tác phẩm ấm từ xa mới làm. Vâng, và ở cái video vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024 đó, shop Thế Giới Từ Xa đã mang lên 2 tác phẩm. Vâng, và Thế Giới có 4 tác phẩm, Thế Giới Từ Xa nhập về tiếp được 2 tác phẩm nữa. Vâng, đây là 2 tác phẩm còn lại trên thế giới shop chúng tôi mang lốt về Việt Nam. Thưa quý vị, một tác phẩm thì chúng tôi đã tặng rồi, và đây còn lại một tác phẩm còn lại shop đưa lên cho quý vị và các bạn cùng ngắm và chiêm ngưỡng, đó là chiếc ấm từ xa dáng ấm Tây Thi. Một nghệ thuật tuyệt vời khi làm ấm từ xa, đó là nghệ thuật phủ men gấm và vẽ vàng gấm trên bề mặt ấm từ xa. Bên trong là chất đất nguyên khoáng đại hồng vàng, lọc chín lỗ. Một tác phẩm đẹp dành cho quý vị và các bạn sưu tầm, dành cho quý vị và các bạn độc ẩm, hoặc cùng lắm là đối ẩm, bởi vì dung tích chỉ có khoảng 220ml thôi. Vâng, một tác phẩm tuyệt đẹp để dùng để mang đi du lịch. Vâng, đi du lịch mang đi thưởng trà thì tuyệt vời. Và chúng tôi cũng giới thiệu luôn mã số X29 220ml, giá 7,9 triệu, công khai giá luôn. Vâng, mặt bên phải là phần vẽ một chú rồng rất đẹp và uy lực. Bên trái cũng vậy ạ, họa tiết rồng lưỡng long chầu nhật. Cái phần vòi này là họa tiết của một cái mặt trời với những cái ngọn lửa đang bốc cháy. Vâng, một tác phẩm rất hiếm, rất hiếm.
Và thưa quý vị, vì có tác phẩm rất hiếm này cho nên shop Thế Giới Từ Xa tìm một tác phẩm nữa cũng là nghệ thuật phủ men gấm và vàng gấm trên ấm từ xa. Cái hoa văn thì khá là giống nhau, nhưng tác phẩm mã số X18 này ạ, thì lại có một cái đặc điểm khác. Đó là có cái phần men pháp lam. Cái phần men pháp lam, họa tiết là hoa mẫu đơn màu xanh. Đấy. Điểm xuyết vào trên tác phẩm ấm. Và đây là một cặp đôi, phải nói là một cặp đôi rất hoàn hảo về nghệ thuật chế tác, về dáng ấm và về dung tích. Và cả cặp đôi đều dung tích khoảng 220 mm. Quý vị hãy cảm nhận chiếc lúm lắp ạ. Phải nói có một cái độ rất cầu kỳ khi mà phủ men gấm và vàng gấm trên bề mặt ấm từ xa. Đấy. Chiếc này cũng lọc 9 lỗ. Và bên trong cốt đất là chất đất nguyên khoáng Đại Hồng Bảo. Tác phẩm mã số X18 đó là của nghệ nhân Hách Thuyền. Vâng, một nghệ nhân nữ làm một chiếc ấm dáng Tây Thi. Ngay phần quai ấm này ạ, cũng phủ men gấm và vẽ vàng gấm trên bề mặt. Rất đẹp và dễ dùng. Một cặp đôi hoàn hảo dùng để trưng bày. Một cặp đôi hoàn hảo dùng để sưu tầm. Vâng, chiếc này thì giá rất hợp lý hơn nhiều. X18 220 mm, giá 5,9 triệu. Và để ghép và sử dụng một cặp đôi ấm từ xa nhỏ dễ dùng thì chúng ta có thể dùng những chiếc chén của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gốm cổ Kiệt Hồ. Đây là mẫu chén đặt hàng riêng của shop Thế Giới Từ Xa. Mẫu chén rất nhỏ, dung tích chỉ khoảng 45 mm thôi, 45 đến 50 mm. Chất đất đỏ đẹp không ạ? Đỏ rực rỡ. Họa tiết là những cây gậy như ý song song. Và đây là phần dát vàng và một cái viền dát vàng rất ấn tượng. Một màu đỏ rực rỡ. Chiếc chén dung tích 50 mm và 800.000 một chén. Phải nói là đắt nhưng mà sắt ra miếng, thưa quý vị. Đẹp không ạ? Rất đẹp và ấn tượng. Và thưa quý vị và các bạn, phần cuối của cuốn video đặc biệt vào sáng Chủ nhật sẽ là một tác phẩm kinh điển của xưởng ấm Thanh Đức Đường. Và một dáng ấm cũng rất kinh điển. Đó là chiếc ấm dáng Đức Trung. Họa tiết. Vâng, phần họa tiết là một chú chim phượng hoàng đang đứng cạnh một cái chùm hoa mẫu đơn. Đây là phần đắp nổi và dát vàng. Những điểm nổi lên rất là rõ. Trông đẹp như là một bức tranh 3D. Vâng. Quá đẹp và hoàn hảo. Bên trái
Vâng, bên trái là có 4 chữ thư pháp đắp nổi và dát vàng. Đó là rượu tâm minh túy. Tạm dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những người say mê trà, là những người có tâm hồn đẹp. Say trà. Vâng, say mê trà. Điểm nhấn của tác phẩm đó là phần viền dát vàng, phần vòi và cái phần lúm lắp. Đặc trưng của những tác phẩm của xưởng ấm Thanh Đức Đường đó là phần làm lọc tổ ong và dấu lạc khoản là 1968 và phần chữ nhỏ là nguyên khóa Đại Hồng Bảo. Một tác phẩm kinh điển và dùng trong những cái phòng khách rộng và sang trọng. Vâng, X7 360 mm, giá 8.800.000. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng chủ nhật tuần này Shop Thế Giới Từ Xa giới thiệu lên 3 tác phẩm ấm từ xa. Vâng, chỉ 3 tác phẩm thôi nhưng chứa đựng rất nhiều điều. Cả một nghệ thuật làm ấm từ xa tinh túy. Vâng, chỉ có những nghệ nhân, những người rất giỏi ở Trung Hoa mới làm được 3 cái tác phẩm ấm từ xa. Phải nói là cái nghệ thuật rất làm rất là tinh túy. 3 tác phẩm, mỗi tác phẩm một vẻ. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với Shop Thế Giới Từ Xa. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch trao đổi xin vui lòng liên hệ về số line 0917 828186. Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, cũng xin kính chúc tất cả quý trà hữu một ngày chủ nhật nghỉ ngơi thảnh thơi, nhiều đam mê, nhiều sức khỏe. Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.